Xin chào các bạn, con xin kính chào thầy Phan Văn Trường. Xin tự giới thiệu, tôi là Hải Bình. Để có được cơ duyên đặc biệt ngày hôm nay, tôi thấy mình có nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn vũ trụ đã cho hai chị em chúng tôi là Hải Bình và Bình Minh được gặp thầy trên chuyến bay đi Malaysia vào tháng 10 năm ngoái. Chuyến bay hơn 2 tiếng nhưng chúng tôi đã kịp học được rất là nhiều bài học của một người thầy lớn. Kể từ hôm đó, tôi biết mình cần phải học rất là nhiều từ chính cuộc đời thầy. Mới đây thôi, tôi được tham gia cái nền mini Phú Nhuận của thầy. Trong vài tiếng ngắn ngủi, vì điều kiện không cho phép, nhưng tôi đã học thêm được rất là nhiều bài học. Tôi hiểu rằng hạnh phúc là thành công. Thành công chẳng gì to tát cả, cứ hạnh phúc đi. Ai còn khắc khoải thì còn khổ đau nhiều lắm. Và khi còn khổ đau, con đường đến với thành công theo đúng ý nguyện và quy chuẩn của bạn còn xa vời. Bài học của thầy là lời khuyên cho tất cả những ai đang khởi nghiệp. Bạn biết cái gì, bạn giỏi cái gì thì bạn làm cái đó. Chẳng có một mô hình cụ thể nào từ những ngày đầu tiên đâu. Tất cả những khởi đầu xuất phát từ mong muốn, khao khát chính đáng của chính chúng ta mà thôi. Sau đó bạn sẽ tập trung vào giá trị. Khi bạn tạo giá trị của riêng bạn và giá trị đó thật sự là giá trị thì không ai có thể sao chép hàng loạt được, vì mỗi chúng ta chỉ là một phiên bản duy nhất. Thầy dạy cho tôi bài học về chân lý, đó là sự trung thành với chính bản thân mình. Hãy cứ là mình, đừng là bản sao của một ai đó. Hãy chỉ là chính bạn với giá trị của chính bạn mà thôi. Và cái gì là của bạn, cái gì là của riêng bạn sẽ mãi là giá trị. Ai cũng có giá trị và việc của bạn cần làm là hãy phổ biến giá trị của bản thân mình. Chỉ cho người khác cái giá trị cao đó của chính bạn. Khi khai thác giá trị xuất phát từ chính bản thân mình thì bạn sẽ được mọi người xung quanh quý mến. Khi đó bạn lại càng có cơ hội để phổ biến giá trị của mình hơn. Lúc này đây, bạn có thể khái quát thành mô hình của chính bạn để tạo ra kết quả nhiều hơn nữa. Phải qua một quá trình để trở thành thì bạn sẽ khai thác được giá trị thật của chính mình và khái quát thành mô hình, sau đó có thể đem nhân rộng. Điều quan trọng hơn nữa là giá trị của bạn phải khác biệt thì cơ hội của bạn sẽ nhiều hơn và lại càng có giá trị nhiều hơn. Chỉ một buổi tham gia cái nền mini ngày hôm đó mà tôi đã học được rất là nhiều bài học từ thầy. Rồi niềm vui nhân lên khi tôi có được những bạn trẻ rất giỏi, đam mê và đầy nhiệt huyết với cuộc đời. Tôi được gặp họ, tôi được chia sẻ rất là nhiều thông tin và bài học từ những chương trình cái nền khác của thầy trên khắp mọi vùng miền đất nước. Thầy như một ông tiên, còn các bạn trẻ như những mục đồng vô tư và trong trẻo. Tôi may mắn được tham gia, cũng thấy mình trẻ lại biết bao và thật vui, thật có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Từ những bài học của thầy, với sứ mệnh của chính tôi đã đặt ra, cộng thêm sự hiểu biết cá nhân của mình, tôi thấy mình còn rất là nhiều việc phải làm để lan tỏa và chia sẻ cho cộng đồng, cũng như bạn bè của tôi những kiến thức và bài học từ cuộc đời người thầy lớn. Thầy quá thành công mà thầy thật dung dị và gần gũi. Bên thầy, năng lượng tích cực được lan tỏa. Suy nghĩ và phong thái của thầy làm nên tình yêu thương con người ở mỗi chúng tôi được bồi đắp để lan tỏa kiến thức và tình yêu. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn vũ trụ, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn trẻ để tôi có thêm nhiều năng lượng và động lực lan tỏa. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Chúc các bạn ngày Chủ nhật ngọt ngào và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những radio sau. Xin cảm ơn. Chào các bạn. Tôi là Bình Minh. Tôi đã từng tham gia cái nền mini tại Phú Nhuận cùng với các thầy Phan Văn Trường. Với tôi, cơ hội được gặp thầy Phan Văn Trường thực sự là một duyên kỳ ngộ. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn mà thôi. Biết và gặp thầy trên chuyến bay. Lúc đó tôi và chị Hải Bình đang đi Malaysia để tham gia khóa học phát triển bản thân. Thực sự, lúc đó tôi đang trên con đường hành trình tìm con đường riêng cho mình. Lần đầu tiên gặp thầy, được biết về thầy, cũng là lúc thầy đang cầm cuốn Một đời như kẻ tìm đường để hiệu đính sau lần xuất bản đầu tiên. Đối với tôi, đó là một điều gì đó thật đặc biệt. Có vẻ như vũ trụ đang muốn gửi đến tôi một thông điệp gì đó. Và sau khi về, tôi đã mua trọn bộ ba cuốn Một đời như kẻ tìm đường, Một đời quản trị và Một đời thương thuyết của thầy. Và khi duyên tới, tôi được nghe thầy chia sẻ tại cái nền mini tại Phú Nhuận và tham gia vào hệ sinh thái cái nền. Vô cùng ngạc nhiên và thú vị
tôi được thấy trong hệ sinh thái cấy nền những bông hoa trong sáng, hồn nhiên và đầy nhựa sống. Những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, sống hết mình cho những đam mê, những lý tưởng và mang lại thật nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội. Gặp các bạn đó, tôi càng thấy tâm đắc với lời thầy viết ở trang 136 cuốn Một đời như kẻ tìm đường. Trích khổ thơ của thi sĩ Văn Liêm có câu: "Một đời người chỉ cháy một lần, đừng léo lét, lụi tàn khi đông đến. Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, cháy đến kiệt cùng, giọt sáp long lanh." Một trong những con đường duy nhất để đạt đến hạnh phúc trường cửu đấy bạn ạ. Đó chính là lời nhắn nhủ của thầy. Và nhân đây, tôi cũng xin được lược trích chia sẻ 16 điều tâm đắc mà thầy Trường có viết trong chương 6, cuốn Một đời như kẻ tìm đường. Chương 6: Giữ thái độ đúng đắn thay vì đơn thuần chọn một hướng đi. Một cuộc đời thành công không phải là con đường thẳng, mà là phép cộng của nhiều khúc thành công rực rỡ với cả những khúc thất bại ê chề. Không thành công nào khiến chúng ta nhớ lâu hơn nếu nó tới sau một chuỗi ngày dài thất bại, và không một thất bại nào khiến chúng ta ngấm hơn sau những phút giây say sưa trong ảo tưởng về sự thành công. Vậy bạn hãy giữ thái độ nào để luôn tạo cho mình thế thuận lợi? Có 16 điều sau đây, tôi xin lược trích những ý chính. Một này, mỗi lúc, mỗi nơi hãy tạo giá trị cho xã hội chung quanh, bất chấp giá trị đó to hay nhỏ. Đây là điểm cơ bản cho phép bạn xây dựng một chỗ đứng ngày càng cao do chính xã hội tặng lại bạn. Mỗi giây, mỗi phút, xã hội đều khao khát đón nhận những giá trị dù to hay nhỏ từ mỗi cá nhân. Và nếu chính bạn tạo ra những giá trị mới cho một tập thể hay một cộng đồng, bạn không cần vỗ ngực, đương nhiên sẽ được xem như là một lãnh đạo. Điều số 2, làm thật tốt việc của mình, đừng can thiệp vào việc người khác. Trong xã hội Việt Nam, có một truyền thống rất đáng yêu, đó là ai cũng muốn can thiệp vào việc của người khác. Tôi xem đó là một nghĩa cử, vì muốn giúp người khác là một điều tốt. Nhưng đời sống xã hội ngày nay rất phức tạp, mỗi tình huống đều chứa đựng những uẩn khúc bên trong mà người ngoài cuộc không thể biết, không thể hiểu hết được. Vì vậy, khi can thiệp vào chuyện của một ai đó, rất có thể chúng ta làm chuyện của họ nặng nề hơn, rồi khi giải quyết xong vấn đề, họ sẽ chỉ nhớ tới bạn là một ân nhân bất đắc dĩ, hay là một nhân chứng phiền phức cho những lỗi lầm ngu xuẩn. Nếu như vậy thì quả là làm ơn mắc oán. Người thức thời chớ bao giờ mất thời gian để can thiệp vào những sự việc không mang tính ích lợi cho ai. Lộ trình của bạn sẽ chậm lại chứ không nhanh lên nếu mà bạn đã chót lỡ mất thời gian vào những chuyện không đâu. Hãy tập trung vào việc của mình đi. Điều thứ ba, ngay trong những tình huống bất thường nhất cũng cần tạo dựng lòng tin. Lộ trình cuộc đời của bạn cần rất nhiều người ủng hộ. Do đó, ngay trong những lúc thư giãn, nói chuyện tào lao, bạn cũng nên chắt lọc lại những đề tài nào mà mình có thể nói chuyện hồn nhiên và tránh những đề tài nhạy cảm mà mình không nắm vững. Hơn hết là vẫn tuy vui vẻ phát biểu, bạn phải giữ mình, giữ lời đến cuối cùng, tạo dựng cho một đối tác lòng tin của bạn. Chớ nên phát biểu khi suy nghĩ chưa chín chắn, đối tác chưa sẵn sàng nghe. Chớ nên phát động công việc khi đồng nghiệp, đối tác của bạn chưa chuẩn bị tinh thần. Lộ trình thành công bắt buộc phải kiệm lời. Hãy xem lời nói như một viên đạn, biết dùng nó đúng thời điểm, đúng tình huống sẽ bắn trúng đích. Điều 4, đừng bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh người khác. Bất cứ tình huống nào cho phép, hãy nói lời chúc mừng và vinh danh những người đã thực hiện bất cứ điều gì. Cho dù việc đó to hay nhỏ, bạn được tôn vinh, họ sẽ nhớ mãi và sẽ trả lễ. Được bạn tôn vinh, họ sẽ nhớ mãi và sẽ trả lễ nhiều lần như thế. Ngược lại, khi đối tác phạm lỗi, bạn hãy tìm lời lẽ để mọi người dễ dàng chấp nhận một sự việc khó cho mọi người, được thực hiện trong những điều kiện không lý tưởng và ít phương tiện. Mọi cố gắng đều được tôn vinh, mỗi chiến công dù nhỏ phải được khen thưởng. Còn nếu những chiến công đó là do thành viên trong gia đình tạo nên thì bạn hãy ăn mừng. Điều số 5, tránh tạo nên những phản ứng đối nghịch vô ích hoặc những sự ghen tuông ganh tị không cần thiết. Ngày nay chúng ta thường xuyên được chứng kiến những màng khoe khoang của nẻ. Người khoe ra những thứ đó nhận được những lời khen hời hợt, những lời chúc mừng qua quýt cho những thứ rất phù phiếm, đã tốn tiền mà tốn cả công, còn thì để lại cho xã hội một chút vị đắng của sự ganh tị và khó chịu. Xã hội mà không yêu bạn thì bạn sẽ đi đâu xa. Điều 6, chớ bao giờ tự khen mình. Tự đánh giá tốt về mình sẽ chỉ làm cho người khác đánh giá bạn thấp đi. Việc đánh giá sẽ chỉ có giá trị khi một nhân vật thứ ba làm việc này. Điều số 7, hãy trung thành với những người trung thành với bạn.
mà trước nhất là vợ hoặc chồng bạn. Giàu vì bạn, sang vì vợ, tôi thấy câu nói ấy đúng quá và muốn nhắc nhở bạn. Chớ nên có những lời nói hay hành động vô tri với một nửa của mình. Lộ trình thành công nằm ở đó, chưa kể tới lộ trình hạnh phúc, bạn nhé. Điều số 8, cơ hội bao giờ cũng tới như một thách thức, thậm chí mình có thể tự tạo cơ hội. Khi tiếp xúc với các bạn trẻ, điều làm tôi băn khoăn nhất là một số em than thở hay gặp ít cơ hội. Có lẽ các bạn đó không tinh mắt lắm, vì theo tôi, cơ hội luôn có nhiều xung quanh chúng ta. Những cơ hội nhỏ tới mỗi ngày, theo kinh nghiệm tôi, những cơ hội trung bình hoặc lớn rất có nhiều và xuất hiện bất rất thường mỗi năm. Thậm chí bạn có thể tạo ra cơ hội cho chính mình. Tóm lại, cơ hội có rất nhiều, nhưng bạn sẽ chỉ nhìn thấy nếu bạn trong sẵn tố chất của người sẵn sàng phiêu lưu, chấp nhận rủi ro và không quản ngại công việc. Điều thứ 9, hãy nới rộng các mối quan hệ, vòng tay bạn bè thân hữu. Tôi đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi làm việc này một cách quy củ và họ đã thành công. Điều chúng ta phải hiểu là không ai có thể biết được cơ hội sẽ tới qua kênh bạn nào. Do đó, khi xây dựng các mối quan hệ, bạn nên công khai những khát khao của mình, thậm chí những dự án bạn đang hoặc sẽ tiến hành nếu mong muốn đi tìm sự cảm thông, tâm đầu, ý hợp từ đối tác. Xây dựng được quan hệ bạn bè rồi, phải biết cách duy trì, vun đắp tình bạn. Việc giữ gìn tình bạn không nhất thiết là phải đi nhậu với nhau mỗi chiều, mà có khi chỉ cần những ý nghĩ đầm thắm tích cực cho nhau. Điều số 10, chớ bao giờ nên đặt vấn đề của bạn cho ai đó giải quyết. Bạn hãy tự cân nhắc, lên kế hoạch lộ trình cho mình rồi gồng mình tiến tới. Bởi đơn giản không có lộ trình nào được dọn sẵn cho bạn đi, không một cuộc thử thách nào được sắp xếp để phù hợp với khả năng riêng của bất cứ ai. Và khi tiến lên thì bao giờ chúng ta cũng chỉ có một mình để cáng đáng mọi việc, để chịu trận. Hãy tránh ngay từ đầu việc mở cửa cho ai đó chia sẻ nỗi niềm, điều này chỉ khiến bạn thêm vướng chân và mất tập trung. Điều số 11, đừng bao giờ sống với chữ nếu. Trong một cuốn sách tôi từng đọc, hình như có tựa đề là The Loser, người luôn luôn thất bại. Tác giả có nhận xét vô cùng đích đáng. Người thất bại chưa vào cuộc chơi thì tìm sẵn những lý do để giải thích cho chính mình và cho mọi người xung quanh rằng tại sao mình thua hay thất bại. Chỉ một ý nghĩ đi tìm lý do đã có thể giải thích tại sao cuối cùng họ phải thất bại. Tâm thần của một người thất bại thì luôn luôn sợ hãi, tâm lý thì lung lay trước đối thủ. Tư duy của những người thất bại là không thực sự quan tâm đến kết quả mà chỉ muốn vài người nghĩ rằng tuy mình thua nhưng vẫn giỏi, thất bại chẳng qua chỉ không gặp may. Người thành công thì không bao giờ tiếc nuối kết quả vì họ đã thực sự cho hết đi cho những nỗ lực có thể cho. Vậy hãy là winner bạn nhé. Hãy nhìn nhận kết quả, không mang chút nuối tiếc, phân tích khuyết điểm và tiến lên. Bản chất của người hùng chân chính là thế. Điều 12, hãy để sự tự ái của bạn chôn sâu trong túi. Điều 13, luôn luôn giữ thái độ tích cực với mọi người trước mọi vấn đề. Ở đây, tôi xin lưu ý một bạn một điều quan trọng. Trong ADN con người có một tố chất rất súc vật, không có hoặc có ít, đó là óc sáng tạo. Chính óc sáng tạo đã làm cho loài người bứt phá so với thế giới động vật. Chỉ có loài người mới được một bộ máy vô hình để tạo sự mới mẻ, sự đột phá và những thứ chưa từng có, những nhu cầu chưa ai nghĩ tới. Khi bạn có thái độ tích cực thì đâu đó trong cơ thể bạn, các hóa chất cấu tụ lại cho phép trí tưởng tượng của bạn vượt xa khỏi biên giới của sự tầm thường. Trái tim của bạn sẽ đập thình thịch để thúc đẩy bạn tìm ra cái mới. Thái độ tích cực không chỉ là một phản ứng tâm lý mà còn là một động lực của sự thay đổi, của sự phát minh. Bạn càng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ càng phong phú trong suy diễn. Tinh túy của bạn sẽ mang lại tinh hoa cho mọi người xung quanh. Điều 14, trong đà tích cực nói trên, bạn hãy luôn luôn ý thức được rằng ngày nay không việc gì có thể thực hiện một mình. Hợp tác làm sao thì đó là một ván bài tâm lý, cũng như một cuộc chơi có quy luật. Thậm chí hợp tác còn là một nghệ thuật, tạo sự gắn kết để phóng thích những gì tốt đẹp, đẹp nhất từ trí óc và bàn tay con người. Nghệ thuật gắn kết cũng phải học, cần lãnh đạo, chuyên gia, nhưng trên hết cần mọi người ý thức được tầm quan trọng của nó. Chúng ta sinh ra giữa biển người đồng loại. Không có một dự án nào trên thế giới, cho dù đơn giản đến đâu, được thực hiện bởi một đơn vị. Làm việc nhóm, tạo không khí làm việc tập thể, khởi động những hợp tác vượt biên giới đã trở thành một việc rất đỗi bình thường. Bạn ạ, đừng bao giờ từ chối một kế hoạch làm việc nhóm. Điều số 15, hãy luôn luôn chủ động.
chủ động về thời gian, chủ động về những lựa chọn, chủ động về địa điểm, chủ động chọn đối tác, chủ động về lộ trình và chiến lược. Bạn ạ, xin hãy khắc ghi 10 chữ tôi tặng. Bạn không thể thành công nếu bạn không chủ động. Tôi khuyên bạn nên đọc thật nhiều sách do nhiều người trải nghiệm thực sự viết ra. Những cuốn sách đó sẽ không cướp đi chủ quyền, sẽ không cướp đi quyền chủ động của bạn, mà ngược lại, trang bị cho bạn thật nhiều kiến thức, giúp bạn thêm hiểu biết, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống. Bạn hãy ngẫm nghĩ về những tình huống ngoài đời, rồi nhờ những người có kinh nghiệm giảng dạy. Không có gì tốt hơn được nghe những người này trao cho bạn một chìa khóa để hiểu đời, hiểu người sau khi hiểu chính mình. Điều số 16, mỗi ngày tiến một tí. Bạn ạ, mỗi ngày tiến một tí là châm ngôn của tôi trong nhiều năm. Không ai có thể xây thành Rome trong một ngày. Không ai mới sinh ra đã hiểu biết, hiểu hết, giải lý được hết, thực hiện được hết. Chúng ta có cả một cuộc đời để học thêm và trau dồi khối kiến thức và kỹ năng. Chúng ta chỉ hơn nhau ở sự học tập miệt mài và tiến bộ không ngừng. Đành rằng có rất nhiều người thành công sau một đêm, nhưng sự thành công không phải một lý do để ngưng việc học hỏi. Hãy đi tới và đi tới mãi, hãy tiến lên và tiến lên mãi. Hãy học hỏi và học hỏi mãi, hãy cố tìm hiểu giới hạn của chính mình. Nguyên lý mỗi ngày một tí là một động thái tích cực chứ không phải một biểu tượng cho tư duy tới đích là xong. Để giữ nguyên đà tiến, bạn hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cách tân kỹ nghệ, xây dựng thêm giá trị cho nhân loại. Người thành công là người làm cho người khác cùng thành công. Bạn hãy chọn một thái độ có khả năng giúp bạn tận dụng được mọi khả năng bẩm sinh, mọi nội lực. Đó tất cả là những gì mà tôi đã lược trích trong cái chương 6 với 16 điều. Thì trong từng điều thầy cũng dặn dò rất là kỹ, và tôi rất mong muốn các bạn chủ động tìm đọc cái cuốn sách này, bởi vì mỗi chương, mỗi lời nói, từng câu chữ thầy đều rất là cân nhắc và có rất là nhiều cái kiến thức ở trong đó. Và tôi rất là vui được chia sẻ với các bạn những cái cảm nghĩ này của mình. Mong rằng là điều đó sẽ tác động đến một ai đó, hoặc là một cái suy nghĩ nào đó của bạn. Cảm ơn bạn.